Chào các bạn, mình là Nguyên, chuyên viên kỹ thuật mảng truyền thông và giải trí của công ty Vicat. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về 3D camera matching trong 3DS Max. Các bạn có thể thấy ở đây là một cái cảnh mình dựng với những cái đối tượng rất đơn giản, một trong là gắn AVI, ba chiếc xe cùng với một plane để lấy các shadow. Khi mà để gắn đối tượng vào một cái phân cảnh đã có AVI thì đối tượng này nó sẽ cùng cái opacity, cùng cái phối cảnh với cái AVI. Điều này rất dễ dàng cho chúng ta, nhưng mà để gắn một cái đối tượng và đề vào một cái bức ảnh thì chúng ta phải tinh chỉnh để cho cái đối tượng 3D đó phù hợp với cái phối cảnh của bức ảnh. Các bạn có thể xem là đây là những cái bức hình mình render với đối tượng 3D cùng với đồng la gắn HDRI. Đây là bức ảnh tích cực tế. Ở đây là đối tượng 3D mình muốn làm. Để cho đối tượng 3D này phù hợp với cái bức ảnh thì mình sẽ điều chỉnh cho 3D camera có cái opacity matching phù hợp với cái phối cảnh của bức ảnh này. Bây giờ mình sẽ mở một file 3D Max mọi người. Để bước ảnh vào trong môi trường 3D thì các bạn vào View, Viewport Configuration. Và trong phần Background thì các bạn dùng View File. Ở đây mình đường dẫn tới cái bức ảnh mình cần. Đây là bức ảnh mình sử dụng cho cái ví dụ này. Ở đây thì các bạn chọn là Mask Rendering Output, Active View. Khi mà mình đang chọn cái viewport nào thì bức hình sẽ được dán vào trong cái viewport đó. Các bạn có thể đây là camera của cái viewport opacity. Ở đây mình sẽ gắn một đối tượng để cho các bạn dễ nhìn thấy. Khi các bạn chỉnh bằng tay thì khó để nó phù hợp, nó đúng với cái phối cảnh của bức ảnh. Thì mình sẽ vào Utility và mình chọn là Opacity Match. Ở đây các bạn click vào Show Vanishing Line thì nó sẽ xuất hiện là 20Z, 20Y và 20X. Thường thì chúng ta ít khi sử dụng cái chụp Z, thì chụp Z thì thường bức ảnh thì mình đứng chụp hình thì Z nó thẳng đứng rồi. Mình chủ yếu là sử dụng hai chụp là X và Y. X, Y nó sẽ có hai cái điểm neo hai đầu để mình chỉnh. Khi các bạn di chuyển thì cái bức hình nó sẽ theo cái phối cảnh. Bây giờ mình sẽ dựa trên những cái đường line của chụp X, Y trong bức ảnh để mình tiến hành điều chỉnh. Dán theo cái đường. Các bạn có thể gán đây, các bạn có thể gán đây. Rồi, bây giờ mình chọn chụp này. Bây giờ các bạn chọn cái chụp ngang. Mình có thể zoom. Đây mình sẽ dựa vào những cái đường có sẵn trên bức ảnh để hình nó matching vào. Các bạn có thể ai ví dụ như là chiếc hộp này tượng trưng cho một chiếc xe đây thì các bạn cho tới cái lùi nó rất là khớp với cái bức ảnh. Gần thì rõ, xa thì mờ, gần to xa thì nhỏ, đó là nguyên tắc trong cái phối cảnh. Sau khi các bạn chỉnh thì các bạn sẽ thấy cái đường line của mình nó khớp với những cái đường line trên bức hình. Bây giờ mình sẽ import một cái model trong Shell Cosmos Browser. Phiên bản V-Ray mình đang sử dụng là phiên bản V-Ray 6. Các bạn có thể thấy là khi mà mình đưa vào thì nó cái đối tượng 3D của mình nó rất là khớp với lại cái bức ảnh. Sau khi đã ưng ý với những tinh chỉnh thì chúng ta tiến hành gán camera. Ở đây thì mình có sẵn cái script là VA Camera Form View.
chỉ cần kéo và thả vào đây thì tự động nó sẽ chuyển thành là video cam. Các bạn thấy là đây là nó không có gì hết, tại vì đây là chỉ là background để mình gắn camera sao cho thực tế. Các bạn phải cần gắn cái mask chứa cái background này vào trong cái render environment, bấm phím M để mở các material. Ở đây chúng ta chọn mask V-Ray, V-Ray bitmask, chọn lại bức hình mà lúc nãy làm background, tiếp tục kéo thả vào view mask instance. Để tránh tình trạng như thế này, các bạn phải chỉnh lại mask, kéo xuống bên dưới chỉnh lại environment. Hình ảnh bị tối như thế này thì chỉnh lại camera một chút, chọn noise floor. Chúng ta có thể thấy chiếc xe giống như là bị transparency. Để tránh tình trạng này thì các bạn vào rendering, render setup, vào tab V-Ray, các bạn chọn environment và click vào GI environment. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó tránh được cái tình trạng trong suốt. Bây giờ mình tiến hành render thử, thì ở đây cái chiếc xe nó không có được chiếu sáng và không có được đổ bóng thực tế giống như những chiếc xe trong bức hình, do là mình chưa gắn HDRI vào dome light và lấy cái ánh sáng từ cái HDRI đó. Mọi người và các bạn mở tab material, ở đây mình lấy thêm một mask nữa. Các bạn có thể vào trang Polyhaven HDRI để chọn cái hình phù hợp, vì cái bức ảnh của mình là trời nắng và có bóng cây nên mình sẽ chọn những cái hình mà sẽ phù hợp với bức ảnh. Ví dụ những cái hình này, ví dụ như hình này. Sau khi các bạn chọn được HDRI mong muốn thì mình tiến hành gán HDRI vào trong V-Ray Dome Light. Các bạn chỉ cần kéo và thả vào trong mask của cái V-Ray Dome Light. Mình cũng chọn Insert. Ở phần Option, các bạn click Invisible. Tại vì cái phần background của mình đã là cái bức ảnh này rồi thì mình không cần cái HDRI hiện lên nữa, mình click vào Invisible. Mình chỉ cần cast shadow của cái HDRI lên trên cái đối tượng 3D của mình mà thôi. Rồi, với những cái tình trạng mặt đất như vậy là được rồi. Sau khi gắn HDRI vào Dome Light thì mặc định ở phần Mapping Type nó sẽ là 3D Mask Standard. Thì để cho hình ảnh của cái HDRI được phản chiếu ánh sáng và bóng lên trên đối tượng 3D thì các bạn phải chỉnh thành là spherical. Bây giờ mình sẽ render thử cho các bạn thấy. Đây là lúc chưa chỉnh lại cái phần time của mapping. Còn đây mình sẽ chỉnh lại phần time là spherical của mapping. Thì sẽ có ánh sáng chiếu trên đối tượng 3D cũng như bóng rổ của những cái hàng cây ở trên đối tượng 3D này. Các bạn có thể thấy là ánh sáng nó hơi sáng hơn so bên này. Cái này mình chỉnh sau. Nhưng mà một phần thiếu sót ở đây là trên đối tượng 3D không có cái bóng đổ, cảm giác là đối tượng 3D nó sẽ bay bổng lơ lửng. Nên các bạn phải gán cho đối tượng 3D này một cái blend để nhận bóng đổ. Mình chọn một cái blend bất kỳ ở dưới chiếc xe, đơn giản chỉ click vào đây để nhận bóng đổ cho chiếc xe. Đây, các bạn đã thấy bóng đổ ở đây rồi. Khi đó chiếc xe sẽ không còn cái cảm giác bị lơ lửng nữa. Cái ánh sáng trên xe nó rất là mạnh, nó gắt và không giống như ánh sáng ở bên này. Thì các bạn có thể chỉnh vào phần setting của Dome Light HDRI. Ở đây mặc định là giá trị là 1 thì mình để khoảng là 0.5. Đây là bức hình mình đã render nha. Thì các bạn thấy bóng đổ, các shadow và bóng đổ của cây trên kính trên xe, ánh sáng phản chiếu rất là hợp lý. Bên này thì tối hơn, bên này thì sáng hơn. Phần hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn có thể comment ở bên dưới. Còn về phần link tạo camera từ tiêu bò, mình đã có sẵn cho các bạn. Hy vọng qua clip này các bạn hiểu thêm về 3D camera matching. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của công ty Vietcat nhé. Chào tạm biệt các bạn.